Ok, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chiết cây tắc ha. Thì không phải là cây tắc không mà là cây nào cũng vậy hết. Ví dụ như mình có cây bưởi nè, cây quýt nè, cây cam nè, hay là cây nhãn hoặc cây ổi cũng cũng được. Rồi để bắt đầu chiết cây tắc này thì chúng ta sẽ làm một cái bầu của nó ha. Để làm cái bầu của nó thì chúng ta phải chuẩn bị nguyên liệu. Thứ nhất là mộng dừa này thì có mộng dừa cũ càng tốt, không thì mộng dừa mới. Thì cái này khi mua về nó khô mình sẽ pha chế lại ha. Mình pha chế làm sao cho nó ẩm, mình dắt á, nước nó ra khẽ tay nhưng mà nó không có bị chảy xuống là ok ha. Vào mùa mưa thì cho nó khô khô một tí cũng không sao ha. Đó, tùy theo cái mùa nắng hay mưa mình sẽ làm cho nó phù hợp. Thứ nhất là cái này, thứ hai là cái bịch ni lông. Cái bịch ni lông hoặc cái bịch mình khỏi mua bịch nhỏ cũng được, hay là mình lấy cái bịch đi chợ nè. Đó, mình xé làm hai ha. Cái này là mình làm theo kiểu cây nhà lá vườn có gì xài đó nha. Đó, rồi mình xé ra. Thấy không? Đó. Rồi sau đó mình bỏ vô đây. Xé cọng dây ra trước. Cái cọng dây này thì mình xé ra. Này là cọng dây kêu là cây cọng dây gân đen á. Kêu là dây hành, dây hẹ gì ngoài chợ người ta kêu đó. Cái bịch ni lông gì mình bỏ vô đây thì tùy theo cái nhánh tắc bự hay nhỏ mình bỏ cái mình bỏ số lượng ít hay nhiều, mình lấy cả một nhúm tinh tay như thế này thôi, mình bỏ vô ha, nhỏ nhỏ vậy được rồi, không cần phải nhiều đâu. Nó sau đó thì mình túm lại như thế này nè, nó một túm như thế này đơn giản thôi, nó cỡ trứng hộp vịt muối vậy đó, nó cỡ trứng hộp vịt muối cho anh dễ. Nó mình xay xay lại, mình lấy cái cọng dây nè mà hồi nãy á mình buộc lại ha, cho nó mềm mềm thôi đừng cho nó cứng quá nha, chút mình còn siết lại nữa. Đó, nó cứng vừa tay thôi. Đó, mình thắt lại. Rồi, thắt gấp lại ha. Đó, cái phần thừa này á thì mình có thể lấy kéo hoặc lấy dao cắt bỏ lại cho nó gọn. Chút gom đem đi đốt. Đó, như thế này á là ok. Rồi, sau đó mình lại cái cây tắc của mình. Đó, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là chiếc cây tắc. Cho nên mình sẽ lại cây tắc. Mình khoanh một cái vòng. À, đây đi ha. Đó, mình sẽ khoanh một cái vòng dưới cái nấc này là khoảng tầm khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Mình quen tay rồi cho nên là mình chỉ cần người ta có cái đầu nghề chuyên nghiệp, còn mình với con dao này mà làm tới ha. Dao này thuộc dạng dao ghép cây, ghép xoài đâu á. Con dao này thì mình xài quen rồi, gọt cái cây được cũng được. Rồi sau đó mình tách ra ha. Nè, cái khoảng cách là tầm có một ngón tay mình nè ha. Đó, 1 phân đến 1 phân rưỡi là được rồi. Mình cứ hao hạo hạo vậy thôi, không cần phải đo chính xác gì đâu. Kỹ nữa thì mình để tầm khoảng 1 tuần đến 20 bữa cho cái này nó khô lại rồi mình chiết. Còn mình nó dạng mình làm quen rồi á, mình làm tới đâu mình chiết tới đó luôn. Tại vì cái cây tắc này dễ ra rễ lắm. Kỹ nữa thì mình lấy dao mình cạo cái lớp biểu bì bên ngoài nè, nó mình cạo ra cho nó mấy cái lớp da lại nó để nó liền lại đó. Cái này á mình không cần phải dùng thuốc ra rễ đâu ha, không cần phải dùng thuốc kích rễ đâu, chỉ cần đơn giản vậy là được. Đó, sau đó mình cầm cái túi nè, cái này lên đơn giản lắm ha. Mình sẽ dùng con dao nè, mình sẽ rạch ra. Đó, rạch cái chiều nào cũng được, chiều dài chiều dọc thì cũng được, nó tròn tròn đây mà. Đó, mình rạch cái chiều này ha, nó mình rạch rồi mình tách nó ra, mình bỏ con dao xuống đi, mình không có cần phải cắt con dao nữa, mình tách nó ra vậy nè. Nó đây mình bỏ cái nhánh vô đây nè, đây đi ha, nè nó thấy không, thấy rõ không, nó bỏ cái lá này đi, thấy không, nhánh nằm thì mình dễ chiết hơn, nhánh đứng thì mình như thế này chắc trọng nó không có rớt đâu, mình đã bó chặt vô đây rồi, mình chỉ cần ép lại đúng không, nó ép lại như thế, mình siết lại như thế nào, siết một vòng ở đây đúng không, một vòng ở đây nè, đó, rồi siết xuống một cái vòng xuống, và tùy theo kinh nghiệm muốn siết sao mình siết, mình siết sao nó chắc thì được rồi, còn mình quen rồi mình siết vòng xuống vòng lên nè ha, nó vòng xuống vòng lên, rồi mình siết vô đây 2 cái, nó siết cho nó cứng nha, nhớ là siết cho nó cứng, đừng để cho nó lỏng quá.
mình quen buộc mối vực rồi để mình tháo cho nó dễ. Nó vậy á thì nó cũng rất là đơn giản. Về xong rồi chúng ta sẽ đợi thêm tầm 2 tháng nữa thì nó sẽ ra rễ. Cái ra rễ thì chúng ta cần chú ý là phải để cho cái rễ của nó ra chân rít. Có nghĩa là sao? Cái rễ của nó vàng và nó có nhiều cái chân nhỏ 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 ra tia đó, ria ra đó, rồi chúng ta mới cắt đem đi trồng ha. Một là chúng ta đem trồng liền luôn, hai là chúng ta đem vô cái bầu, bỏ mộng dừa vô bầu dưỡng nó trong vòng khoảng tháng rồi đem đi trồng ha. Như thế là rất là đơn giản ha. Đó, ngoài cái tắc ra mình có thể chiết nhiều cái khác nha. Thí dụ như là cây cam nè, cây bưởi nè, cây ổi nè, mấy cây đó thì nó rất là dễ chiết, không cần phải dùng thuốc kích rễ. Còn một số cây nó khó chiết hơn, mình phải dùng thuốc kích rễ. Thí dụ như là cây sabo chê nè, cây mít nè, cây sầu riêng nè, ha. Đó, cho nên tùy những từng loại cây mà mình có cái kiểu chiết nó khác nhau nha. Cái này thì nó quá đơn giản rồi. Đó, hôm sau mình sẽ chiết cây khác đi ha, cho các bạn nha. Thì các bạn yêu cầu cây gì thì mình chiết cây đó, mà có cây gì thì mình sẽ làm mẫu cây đó nha. Rồi chúc các bạn thành công nha. Thì các bạn nhớ nhấn đăng ký xem video, thì nhớ đăng ký like, share để nhận được nhiều video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.